Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trung Tính Lê ha. Thì hôm nay mình con cua này lâu lắm mới gặp lại các bạn, phải nói lâu lắm. Cua khủng long các bạn, khủng long này, khủng long, khủng long con ham ăn. Wow, đây các bạn nhìn nè, khủng long con ham ăn nè. Đó thì hà nó bám đầy ở trên người nè đó. Càng sống lâu thì càng nó sống lâu lên lão làng. Đây đấy, các bạn nhìn thấy nè, hà nó bám mà nó bò. Thì con cua này nó là 1 kg mốt các bạn, 1 kg mốt yếu yếu khoảng 20 gram, 20 gram nè, bỏ lên đây nè, đấy 0.08 kg. Con cua này lâu lắm thì mới có một con cua vượt qua mức từ lâu lắm ta, khoảng mấy tháng ta, gần cả năm hay sao á, mới có con cua bự vượt qua 1 kg. Trời bự cua rồi, ui nè, con cua bự 1 kg nè, nhìn không, nhìn đã không, nhìn nó ngầu ghê không. Đó, để so sánh cái độ bự cho các bạn xem nha. Đây là con cua cốm, cua cốm đực, con cốm đực này 2 lạng 4, 2 lạng 4 nè, con à đấy, 2 lạng 4. Thì bốn con này chưa bằng con này. Ồ, đó, bốn con đó chưa bằng con này. Con này thì 6 lạng 8, gần 7 lạng nè, 6 lạng 8, gần 7 lạng. Đứng cái bên giống như là đó, siêu siêu à, bò hả mày. Mấy con cua dạng mới đã các bạn, mà lâu lâu mới có chứ không có thường nữa. Cua 7 lạng thì có thường, 7 lạng, 8 lạng thì có thường, nhưng mà con cua khủng như thế này các bạn, con cua khủng 1 kg mốt như thế này á, mình bữa mình có 1 kg mốt 50 đúng không, thì con cua khủng nè, nhìn ngầu ghê không, quá trời đã luôn. Hà nó bám lên hết rồi. Cái càng đã luôn á, ăn cái càng không là đủ phơi à. Wow, nó cào dữ lắm các bạn. Cua bự không, bự không? Ken nè, đưa cái bàn tay vô coi Ken. Bụm lại, cánh tay đang. Bụm lên cái càng coi. Ừ. Chúm bằng tay, bự bằng cái cánh tay nè, đâu, đụm vào cái tay coi. Này bự bằng cái cổ tay ngàn Ken luôn á bạn. Đã hang, đã không Ken? Ê, nè nó cắn nè. Cắn đâu, càng hết rồi. Đó. Thì hôm nay không có cua gạch bạn, hết mùa gạch, ít lắm. Đã hang, rồi bạn. Các bạn quan tâm sản phẩm thì các bạn vào cái trang bán hàng của mình ha. Mình để dưới phần, mình ghim dưới cái phần bình luận là nhúc nhích Facebook.com sạc cua tự nhiên. Đó là cái trang bán hàng chính thức và duy nhất của mình. Mình không bán qua Facebook cá nhân hoặc là Zalo nữa các bạn. Zalo mình có nhưng mà mình ít lên trên Zalo lắm. Các bạn chỉ cần vô cái trang bay bán hàng mình là mình online liên tục. Dữ không? Còn đây cái xo nè, Cái xo với tịch, xo nè, xo nè. Rồi ha bạn, các bạn quan tâm sản phẩm thì các bạn vào trang bán hàng của mình ha. Còn đây có sầu huyết cồ nè, sầu huyết cồ, siêu cồ, siêu cồ, sầu huyết cồ, sầu huyết bự đây. Sầu huyết cồ nè, con này là sầu huyết bự đây. Chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi nha bạn. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Nếu thấy hay thì bấm nút subscribe để ủng hộ mình ha. Và mua hàng thì vào cái trang bán hàng chính thức của mình ha. Rồi, tạm biệt các bạn.